Cây sung này trước thì tôi quay cho anh em xem thì trong quá trình ép quả thì nó chỉ ra 1-2 quả thôi anh em. Nhưng mà đợt này anh em thấy này, riêng cái cành này thì nó ra hết quả luôn. Tôi thu cành nó lại thì nó bật bật lọc lại thì nó bật quả luôn. Cái cây này do là nó có lực anh em ạ. Tại vì thỉnh thoảng tôi cũng tưới cho nó cái phân NPK đấy. Thì đợt này nó sai quả quá anh em ạ. Cây này thì nó chưa được đẹp lắm nhưng mà nói chung là vừa chơi quả nó cũng được rồi. Thì có nhiều anh em họ hỏi tôi thế này là cây sung ấy thì khi mà nó ra quả mà nó hay bị rụng ấy, mình không giữ được quả thì làm cách nào. Thì hôm nay tôi là có một cái video để tôi chia sẻ mà cái kinh nghiệm tôi biết nhé. Thì lúc mình ép quả ấy, thì mình bón một loại phân anh em ạ, nhưng mà khi mình dưỡng quả thì mình lại bón một loại phân anh em ạ. Thì khi mà nó ra quả thế này rồi mà mình muốn nó chắc quả thì anh em cũng hòa cái phân gọi là phân 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 kali anh em ạ. Phân kali thì nó chắc quả anh em, nó bền quả và nó chống rụng quả. Thế còn cái phân NPK thì nó kích cây ra quả thôi anh em ạ. NPK mà cái loại mà ra hoa đậu quả thì nó kích cho quả, nhưng mà mình giữ được quả thì mình lại chỉ bón kali thôi anh em ạ. Kali với cả cái có một cái kinh nghiệm là cái cho trấu ấy anh em. Cái vỏ trấu lúa ấy, mình có thể mình đốt ra xong mình hòa mấy nước ấy, mình ngâm mấy nước xong rồi mình tưới vào gốc cho nó thì quả nó bền lắm. Quả to mà nó bền, nó chắc. Chứ còn cái phân thật sự ra là nhiều anh em mà bón phân đạm ấy, là bón phân đạm là nó chỉ bốc vào lá thôi anh em ạ. Chứ còn quả thì nó không giữ được, nó không giữ được quả. Khi mà cây nó chưa có quả thì mình có thể là mình bón đạm, nhưng mà đạm thì cái cảnh người ta ít khi dùng, nó xanh cây thôi, nhưng mà nó nhanh bốc thì nó nhanh tàn, nó cứ hết cái phân ấy là nó lại cây nó lại nhanh tàn. Còn cái cây này thì anh em ạ, cái dáng của nó thì trước đây nó có cái khoảng trống ở cái rễ này, thì tôi đưa cái cành này xuống, nhưng mà bây giờ thì nó có một cái mầm ở đây anh em, chắc nuôi lại cái mầm này để làm con tử anh em. Con tử thì nó sau này nó sẽ bò ở đây xử lý cái khoảng trống gốc này, cái cành này đơn giản nó chưa cây đơn giản này. Con tử này sau này nó sẽ xử lý chỗ này. Còn anh em mà không có trấu thì có chấu đốt ấy, thì anh em vỏ chấu đốt thì anh em có thể là dùng lân nhá anh em nhé. Tại vì lân với cái vỏ chấu đốt thì nó cũng là một cái chất lân đấy mà.
Còn cái đạm mà còn cái phân kali thì nó màu đỏ anh em nhé, kali đỏ đấy. Hòa nước tưới. Cây cảnh thì anh em tưới ít ít thôi, chứ anh em nhiều, anh em tưới nhiều quá nó bị sót phân thì nó cũng bị chết anh em. Cái cây này thì nó có phân tử này rồi thì tôi bỏ cái con nghịch tử này đi, nó mọc đằng trước này thì giống như mẹ bồng con đấy, bỏ đi. Đơn giản cây. Cái này đợt này dìu cái cành này, khi nó cây nó khỏe lại thì tôi dìu cái cành này nó sôi xuống một xíu anh em. Tử này thì uốn lên. Cái cành này nó quá ác quá anh em. Nhìn thế này chứ nó quả nó to lên là nhìn nó chĩu cây rồi anh em. Cây nó nhỏ mà. Thì tôi chia sẻ cái video này thì anh em là có những cái cây sung mà nó cứ hay bị rụng quả thì anh em có thể áp dụng nhé. Anh em có thể áp dụng bón phân lân với kali nhé. Cái video chia sẻ đây, tạm biệt tất cả anh chị em nhé.